Rồi, okay, xin chào các bác. Thì đây là cái video so sánh giữa cái màn hình của con V60 ở ngoài cùng này, con S2 Ultra và con iPhone 13 Pro nhé. Thì cái bài so sánh này cũng chỉ để cho vui thôi nhé, chứ em cũng không có ý định là dìm hàng bất kỳ một cái hãng điện thoại nào. Tại vì hiện tại em có ba con máy ở đây thì em so sánh cho nó vui thôi. Chứ anh em bảo là không cùng đẳng cấp thứ thì em cái đấy em không 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 còn nói tới nhé. Thì ở đây con V60 này, em cũng đang để là cái màu màn hình này là màu tự nhiên rồi nhé. Đấy. Cái độ sáng là 100% và có bật cả cái trình nâng cao video này nhé. Thì con V60 thì chỉ có thế thôi. Và ở con S2 Ultra này cũng để độ sáng 100% nhé. Đấy, và cái chế độ màn hình cũng là tự nhiên nhé. Đấy. Và cái độ phân giải màn hình đó là full rồi nhé. Max hết rồi nhé. Đấy. 2K luôn. Và ở cái con iPhone 13 Pro cũng thế. Độ sáng màn hình là 100% và tắt trung tâm mình nhé. Đấy. Tại vì trung tâm nó sẽ điều chỉnh cái ánh sáng xung quanh nhé. Đấy, màu sắc nói chung là nó cũng sẽ điều chỉnh cho nên là em sẽ tắt luôn. Con 13 chỉ có thế thôi. Rồi, ok. Rồi, thì trước tiên là em sẽ mở mấy cái mà màu ấy, màn hình màu đơn sắc ấy, tại vì cũng thấy một số bác bảo là thử so sánh cái đấy xem thế nào, em thử so sánh như thế nào nhé. Em sẽ tắt cái điện đi nhé. Con V60 ở ngoài cùng này, bên tay trái này, con S2 Ultra ở giữa này và con 12 Pro cuối cùng. Rồi, ok. Thì trước tiên em sẽ mở cái màu đỏ trước đi này. Đó, đây là màu đỏ. Tất cả các file hình ảnh này nhé, đều ba máy này đều lấy chung ở một file nhé, chứ nhiều bác lại nghĩ là ba file khác nhau thì nó hơi bị loằng ngoằng. Thì như em nhìn thấy ở thực tế đây này, là cái màu đỏ của cái con iPhone 13 Pro này nó đỏ hơn, nó sẫm hơn, đỏ sẫm hơn đấy. Còn con V60 thì nó đỏ tươi hơn, còn con S2 Ultra thì nó đỏ hơi hơi màu vàng hơn một chút, hơi nhạt hơn một chút. Đấy, đây là cái màu đỏ nhé. Đấy, các bác nhìn kỹ không? Rồi, em sẽ chuyển sang màu khác xem thế nào nhé. Còn V60 cũng hết rồi. Rồi, chuyển sang màu xanh xem thế nào nhé. Xanh lá cây. Đấy. Đấy, thì ở cái màu xanh lá cây này thì cái con V60 ấy, nó cho cái màu xanh nó tươi nhất đi các bác. Nó tươi hơn ấy. Em chưa nói là cái máy quay em đang dùng là cái con Nikon Z50 nhé, là một con crop thôi. Nói chung là nó không phải điện thoại nhưng mà nó sẽ quay tốt hơn điện thoại. Thì như cái con ở cái màn hình màu xanh này này thì em thấy là con V60 nó đẩy màu lên tươi nhất đấy. Còn con S2 Ultra thì nó lại hơi hơi vàng vàng, hơi xanh xanh vàng vàng, hơi ngả vàng, hơi nhạt hơn. Còn con iPhone 13 thì nó lại là màu nó hơi bị, nói chung là chả biết miêu tả nào, nhưng mà nó là sự giữa giữa hai con V60 và con S2 Ultra, nó ở khoảng giữa giữa ấy. Rồi, tiếp theo một nữa xem nào. Màu tím này đi, màu tím nhạt này, đây đúng rồi. Rồi xem có phải chính xác màu tím này không, tại vì con đúng rồi. Rồi, ok, màu tím đậm hơn này. Ok, màu tím đậm. Đấy, thì ở cái màu tím đậm này, đây các bác nhìn này, bên này con V60 nó bị hơi bị sọc 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 như này thì do chất lượng của camera thôi. Chứ nhìn thực tế nó không có đâu nhá. Đấy, thì con V60 nó vẫn tươi hơn, nó tươi hơn. Và con 13 thì nhìn đúng là màu tím hơn ấy. Con 13 thì nó tím hơn, nhưng trông nó đúng là màu tím. Còn con S2 Ultra thì nó lại ở khoảng giữa đấy. Không biết tại sao con V60 nó lại bị quáng quáng rồi này, chán thật đấy. Ở cái màu tím này rồi nó bị quáng như này thì nhìn nó không được khách quan cho lắm. Ok, sẽ để cái màu tím sáng hơn này. Đấy, thì đây là cái màu tím tím hơn, tím sáng hơn. Thì các bác vẫn thấy là cái con V60 nó bị sọc sọc, chán thật đấy. Rồi, nhờ màu này thì cũng như cái màu tím thẫm hơn lúc nãy thôi. Đấy, nó cũng
con V à quên con 13 thì nó tím đậm hơn. Còn con V60 thì nó tím, nó có vẻ nó đẩy màu lên một chút đấy. Còn con S2 Ultra thì nó lại ở khoảng giữa. À, các bác có thể nhìn thấy. Rồi, em sẽ chuyển sang màu khác. Xem sang màu khác xem nó có màu vàng thế nào. Đây, màu vàng này. Đấy, ok các bác. Thì ở cái màu vàng này, cái con S2 Ultra nó thể hiện rõ là màu vàng luôn. Không biết có phải là do nó vàng không, nhưng mà nó vàng, màu vàng này của S2 Ultra nó sẽ vàng hơn, đẹp hơn. Còn cái con 12 Pro, à bên 13 Pro này thì nó lại vàng, nó thiên hơi về xanh một chút. Đấy, thiên hơi về xanh một chút nhé. Đấy, và ở cái con V số 10 thì nó vàng, nó lại hơi thiên, cũng hơi thiên xanh một chút, nhưng mà nó đẩy màu nó tươi hơn, vàng nó tươi hơn đấy, tươi nhưng mà nó vẫn hơi thiên xanh một chút. Còn con S22 thì nó vàng, gần như là vàng khè luôn đấy. Rồi tiếp, màu vàng rồi đến màu xanh nước biển này đi. Đây đây, ở cái màu xanh nước biển này thì nhìn càng rõ hơn này. À, cái con V60 nó không hiểu sao nó bị sọc nên các bác sẽ không nhìn rõ hơn. Nhưng mà ở cái mắt thường của em ấy thì là cái con 13 Pro nó xanh, nó đậm hơn. Nó đậm hơn và nó đúng là cái màu xanh kiểu xanh dương ấy. Còn cái con V60 này thì nó lại xanh, nó tươi hơn. Nó tươi hơn. Còn con S2 Ultra thì nó lại màu xanh nhưng mà nó hơi 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 xám xám ấy các bác. À, thực tế này không thích cái màu xanh của con xanh này, của cái con V à, bên con S22 Ultra nhé. Nó màu nó hơi xám xám hơn chút. Đấy, cái sọc sọc này không hiểu sao để sửa nó bây giờ. Rồi ok. Còn tiếp là cái màu 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 xanh xanh lơ này đi. Đấy. Đây là cái màu xanh lơ thì ở cái màu xanh lơ này thì con V60 nó lại thiên về màu xanh hơn ấy, dẫn đến là nó xanh hơi 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 lá hơn một chút, nó và tươi hơn. Còn cái con S2 Ultra thì màu xanh của nó lại hơi hơi trắng trắng các bạn, nó ngả thiên ngả về trắng trắng ấy. Còn con 13 thì đúng là nó hiện cái màu xanh lơ đấy tốt này. Đấy, nó chuẩn xanh lơ luôn. Đấy. Rồi tiếp theo là một cái màu một một cam này đúng không nhỉ, một cam này chưa có. Cam đây, thực ra đây là không phải màu cam, đây là một cái màu màu hơi cam, hơi xám một chút đấy. Nhưng mà cái con V số 10 thì nó lại thiên về màu cam nhiều hơn đấy, nó cam hơi vàng vàng ấy đấy. Còn con S2 Ultra thì nó lại cam, nó lại thiên thiên về màu vàng đấy, nên nó không phải thiên màu vàng, nó hơi thiên về màu hồng ấy, hơi hồng hồng đấy. Còn con 13 Pro thì đúng là màu cam này. Thực ra ở thực tế nó không phải màu cam nha các bác, nó chỉ là cái màu hơi cam cam thôi, hơi vàng vàng, hơi cam vàng một chút và hơi sẫm sẫm màu chút. Thì con 13 Pro nó thể được chuẩn luôn đấy. Thực ra thì em nói từ nãy giờ là cái mắt nhìn của em thôi, còn cái camera thì có thể nó không thể hiện được cái đấy, cho nên là đây cũng là một cái hạn chế các bạn. Rồi ở cái màu đen đi xem nào, màu đen đây đây các bác thấy không, màu đen thì đúng là đen xì hết luôn, không có con nào, không có nào mờ mờ hay làm sao hết luôn á. Nhìn mắt thường này, màu đen này đen xì luôn, không thấy gì cả nha các bác. Đấy, không thấy một chút nào về con nào nó bị xanh mờ, à quên, bị đen mờ mờ đâu, chỉ màu đen này là ngon. Rồi tiếp theo là cái màu xám này, có mỗi màu xám này nữa thôi. Thì đây, ở cái màu xám này thì con 13 Pro chuẩn màu xám luôn. Còn con V60 thì nó lại hơi xám xám trắng ấy, nó màu trắng hơn, nó để màu xám trắng lên. Thì còn con S2 Ultra thì nó cũng đẩy lên màu xám trắng, nhưng mà trắng trắng kiểu ngà ngà ấy. Đấy. Ok. Đấy là những cái màu còn màu này nữa này. Màu này thì nó cũng, cái con V60 nó cứ bị quáng gà các bác, cho đến là khó so sánh quá thôi. Nhưng mà thôi, các bác cứ so sánh hai con S2 Ultra và con
13 Pro được. Nhưng mà đấy các bạn thấy không, ở những cái màu sáng trắng, chỗ cái khu trắng sáng trắng ấy nó bị cháy ấy, thì do cái camera nó làm cháy thôi, chứ còn nhìn ngoài mắt thường thì cái phần sáng trắng này này thì là cái con V60 nó sáng trắng hơn đấy, và con S2 thì nó sáng vừa vừa hơn một chút đấy. Ok, nói chung là qua camera thì cũng khó phân biệt lắm các bạn, nó còn qua một lớp camera nữa, dẫn đến là anh em sẽ chỉ là nhìn một cách tương đối thôi, chứ không em không 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 thể nào mà biết để diễn tả cho anh em như thế nào cả. Đây, và sẽ em sẽ chiếu một cái đoạn video như mọi khi em test nữa nha, cho các bác xem nhé. Rồi. Rồi ok các bác, thì vừa định test cái clip kia, nhưng mà cái con iPhone ấy, clip kia nó lại không lên được 2K, cho nên phải tìm cái clip khác các bạn. Thì đây, cái clip này thì cái iPhone này này nó có thể cho chọn cái độ phân giải là 2K này. Đấy. Rồi. Còn cái con S2 Ultra này cũng đang để là 2K nhé. Đấy. Còn V60 cũng thế, đang để là 2K. Đấy, các bạn nhìn thấy rồi này. Rồi. Ok, em sẽ chạy cái video này. Hy vọng là nó sẽ không bị rồi. Nó không bị giật đi các bác. Đó. Ok các bác, thì đây là cái màu đỏ. Ui, cái màu đỏ này con S22 Ultra nó đỏ lòm luôn đấy các bác. Đấy, con V60 thì nó hơi đỏ về, nó lại hơi thiên về về về. Đấy. Đấy, thì nhiều bác bảo là cái để cái video để mà xem như này thì nó không không nhìn thấy gì, nhưng mà thực tế là nếu như mà nhìn mắt thường ở đây thì cũng có nhận ra một vài phần các bạn. Còn khi mà qua cái camera điện của cái máy ảnh kia ấy, thì có thể là những cái chi tiết nhỏ nó không nhận ra, hoặc là những cái phần mà bị sáng quá ấy, sáng quá nó không không nhận ra được, nó bị cháy ấy. Đấy. Thôi thì các bác cứ chịu khó xem và tự rút ra cho mình cái nào đẹp hơn, cái nào xấu hơn nhé. Cũng dành cho các bác nào mà đang có định chọn này chọn kia thôi. Đấy. Chung là cái clip này sao là toàn màu đỏ đấy nhỉ? Màu đỏ là nhiều. À, clip này nó dài tầm khoảng 4 phút, để xem là nó có màu khác không, có sao toàn màu đỏ đấy nhỉ? Tại vì cũng chưa test cái clip này bao giờ. Chờ màu khác sẽ là à, đâu, đây, màu xanh này rồi. Tại vì chắc vừa rồi nó là màu màu đỏ. Giờ test màu xanh đấy. Và các bác chịu khó xem hết nhé. À, thực ra thì cái vấn đề đẹp xấu này cũng nói bao lần rồi, là giác quan của mỗi người mỗi khác, cho nên là ai thấy đẹp thì là đẹp, ai thấy xấu thì là xấu thôi. Chứ anh em trên nhóm cứ suốt ngày tranh luận với nhau là cái nào đẹp cái nào xấu, bao năm nay rồi có thay đổi được đâu. Nhiều khi cái máy 30 triệu và một cái máy 3 triệu thôi, người này bảo là cái máy 3 triệu này tôi vẫn thấy nó đẹp hơn cái máy 30 triệu kia, màn hình vẫn đẹp hơn, thì cũng làm gì cãi được người ta đâu. Mắt người ta thấy thế mà, có phải là mắt bác thấy thế đâu, mắt người 30 triệu thấy thế đâu. Cho nên tùy ý thích của mỗi người thôi nhá, cũng bớt tranh luận về vấn đề này đi. Đấy, các bác cứ chịu khó xem hết cái clip này nhé. Ba con đều đang để cái độ phân giải là 2K cả đấy. Độ sáng cũng mắc luôn. Thì cái con S2 Ultra ấy, nó sáng hơn hẳn các bạn. Thì các bác cũng biết rồi đấy, nó có cái độ sáng là thấy công bố là bảo 1.700 lít cơ mà. Quá rất sáng luôn. Đấy, chuyển sang cái màu cam vàng này này. Chà, công nhận là cái màn hình của con S2 Ultra nếu mà xem những cái video như này thì vẫn sướng hơn rất là nhiều các bạn. Tất nhiên là nó to và nó đẩy cái màu lên nó rất là rực rỡ ấy, nhìn nó đã mắt hơn. Còn thực tế là các bạn bảo là nó không thật màu hay là nó như này như kia thì cũng không 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 biết được đâu, tại vì em nghĩ là mắt của con người vẫn nhìn thấy những cái màu mà rực rỡ thì nó trông thì nó vẫn đẹp hơn. Còn đúng là mắt của những chuyên gia thì mới bảo là con này thật màu hơn hay con kia thật màu hơn. Còn thật màu so với cái gì thì phải so với thực tế các bạn. Tại vì
mình cũng không chụp cái gì thực tế mà đưa vào đây để mà so sánh được, cho nên là cũng chả biết đâu được. Thì bao đời nay thì cái Samsung nó vẫn để màu rực rỡ hơn, sẽ lẽ là nhìn người người dùng ấy xem các nội dung trên cái màn hình của Samsung ấy thì thường thường là sẽ khen họ là mình đẹp hơn đấy. Còn những anh em nào mà gọi là chuyên gia hơn một chút thì lại bảo là màn hình của iPhone nó tất nhiên là nó đủ màu và nó cho cái chất lượng nó thật hơn ấy. Đấy, thì anh em cũng hay bảo thế. Còn anh em dùng LG lâu năm như em ấy thì đúng là cái màn hình LG thì nó cũng không đẩy màu lên quá và nó cũng không thật màu quá. Đấy, như con V60 này nó hơi hơi ám xanh một chút thì vẫn thấy ổn, vẫn không vấn đề gì cả. Nếu như không đặt cạnh những con mà có màn hình đẹp hơn thì đẹp như thế này thì cũng bình thường là không thấy gì đâu các bác. Hình như hết rồi các bác. Rồi. Ok các bác, thì đấy là cái clip so sánh cho các bác vui thôi, chứ không phải là dìm hàng hay là tâng bốc con nào cả. Các bác xem thấy ok thì ủng hộ em nhé. Ok, chào các bác.